Hello anh em, hôm nay shop mình xin giới thiệu cho anh em mẫu ECU AT Racing cho Vario Click SH Việt Nam Thì vỏ hộp bên ngoài của nó thì làm rất là đẹp nha anh em Nhìn rất là ngầu Mặt sau của nó thì có cờ Việt Nam nữa nha anh em Bên đây thì có đóng ghi chữ ECU lập trình Vario Click Đây, sau đây mình xin mở hộp cho anh em nha đầu tiên mở hộp ra thì mình sẽ thấy trước mặt là một cái đĩa CD album vol 1 chọn đời bên em của Lý Hải nha anh em đây rồi bỏ nó ngoan bên và tiếp theo là có dây chuyển map nữa nha anh em từ map 1 cho tới map 4 anh em bấm vô đây và ghim vô cục IC mới chỉnh được nha anh em rồi tiếp theo nữa là mình có cái dây cáp kết nối từ ECU tới máy tính nha anh em đây cũng có cái dắt rồi ghim vô cái dắt này trên ECU nha rồi phần tiếp theo là cục ECU ECU này thì được gắn như zin nha anh em nằm trên đầu xe nha anh em phía sau cái đầu đèn á tháo tháo cái dắt zin ra rồi ghim vào đây thôi thao tác là rất là dễ nha anh em đó trên ECU còn có chữ AT Racing Very good. thì công dụng của ic là dùng để mở tu máy chỉnh xăng và lửa thêm xăng thêm lửa và giảm tăng giảm tùy ý anh em anh em muốn thêm xăng hay là muốn giảm xăng gì đó thì tùy anh em mở tu máy rồi các chương trình khác đó bên shop mình là có bao gắn và bao canh chỉnh cho anh em anh em mua tại shop là mình sẽ bao gắn lên xe và bao canh chỉnh và bảo hành cho anh em đầy đủ anh em ở xa thì mình có ship code hết và có hỗ trợ cho anh em canh chỉnh sẵn cho anh em về là chỉ gắn vô thôi đó một bộ của nó là gồm có như vậy thì mình hồi nãy giờ mình cũng giới thiệu sơ lược qua cho anh em shop mình nằm tại địa chỉ hẻm số 14 sẹt 1 cây keo phường Hiệp Tân quận Tân Phú số điện thoại 0708 797935 anh em gần xa có nhu cầu thì ủng hộ shop mình nha cảm ơn anh em đã xem video của mình mình xin cảm ơn